một sự đổ đầu khốc liệt. Chiến tranh đã lan rộng ra khắp mọi nơi. Kháng chiến, liên đoàn, cuộc chiến sẽ không bao giờ có hồi kết. Tất cả sẽ có trên kênh của Hiếu Nguyễn Ngôi Sao Việt TV. Chúng ta sẽ cùng đến với một trận đấu 2 đấu 2. Và đây sẽ là một trận đấu của một người bạn rất tuyệt vời của Hiếu Nguyễn Ngôi Sao Việt TV ở trên nhóm Zalo. Đây là một trận đấu mà cả 4 người chơi đều là những người chơi bên phía lực lượng quân kháng chiến. Và cả 4 người chơi đều là những người chơi ở rang tướng Level 22 và cả Level 23. Một trận đấu rất cân bằng với một cái bản đồ có thể nói là khá rộng lớn và sẽ có một đường bờ biển bao quanh. Xanh lá cây đã bắt đầu triển khai cái đầu với lính bộ binh, cố gắng rà soát bản đồ để có thể chiếm lấy được các thông tài nguyên. Tốc độ triển khai quân của cả 4 người chơi đều là rất nhanh anh em ơi. Đây là một trận đấu ở rang tướng cho nên chúng ta sẽ có những sự đụng độ từ rất sớm rồi. Lính bộ binh đã ở khắp mọi nơi. Chúng ta vẫn đang cố gắng tranh giành lấy tài nguyên. Và cả 4 người chơi đều rất hiểu nhau. Chúng ta có tốc độ đều ngang nhau. Sử dụng cá đơ với lính 1 để có thể chiếm lấy được các thông tài nguyên. Và lực lượng của quân đỏ cũng đã có được cá đơ với C1 Coyote. Và ngay lập tức lực lượng của xanh lá cây cũng đã có C1 Coyote. Đối kháng trực tiếp anh em ơi. Một trong những trận đấu ở rang tướng ở level 22 và 23 thì nó sẽ là rất khốc liệt rồi. Tuy nhiên thì đối với những trận đấu ở rang thấp, mặc dù là tốc độ di chuyển của ta sẽ là chậm hơn, nhưng ở trận đấu nào chỉ cần chúng ta cố gắng chiến đấu một cách tới cùng thôi thì nó vẫn cứ là rất hay. Xanh lá cây đã bắt đầu triển khai cá đơ với tàu cá đơ Kaiman và chúng ta sẽ cố gắng chiếm lấy được các thông tài nguyên ở trên biển nữa anh em ơi. Và lại đụng độ với Kaiman từ phía lực lượng quân đỏ rồi. Sẽ có những thông tài nguyên lớn ở vị trí trung tâm. Và có vẻ như bên cạnh lực lượng quân đỏ và quân vàng đã có được ưu thế rất nhiều ở vị trí trung tâm. Chúng ta vẫn đang cố gắng hết sức mình để có thể điều phối thêm cá đơ với lính rồi. Và cá đồ cai mình cũng đã đi vòng lên phía trên. Những sự nỗ lực không ngừng nghỉ từ tất cả các bên để có thể chiếm lấy được các thông tài nguyên. Dragonfly tới lực lượng quân đỏ cũng đang quán truy đuổi theo cá đơ với tàu cá đồ cai mình của chúng ta rồi. Tuy nhiên thì xanh lá cây vẫn kịp chiếm lấy được các thông tài nguyên ở trên biển anh em ơi. Và cuộc tiên cũng đã chiếm được một thông tài nguyên lớn ở vị trí gấp 3 giờ, một vị trí ở trên biển rồi. Quá tuyệt vời. Vàng cũng đã có được dưỡng gia sản xuất hải quân, nhưng tốc độ triển khai cái đầu cai mình của bạn ấy đã không thể so bì với lực lượng quân tiên về lúc này. Và ở vị trí trung tâm thì chúng ta vẫn đang cố gắng giằng co rất khốc liệt với lực lượng của quân vàng để có thể chiếm lấy được các thông tài nguyên. Coyote di chuyển ở bên trong căn cứ lực lượng của xanh lá cây mất rồi. Phút thứ 3 đã trôi qua và chúng ta đã có rất nhiều những sự giao đấu liên tục ở tất cả mọi nơi. Trên biển lẫn cả trên bộ anh em ơi. Lực lượng của xanh lá cây vẫn đang cố gắng để có thể triển khai được các đơn vị xe cơ giới hạng nặng hơn. Và quân đỏ đã triển khai và trinh sát được toàn bộ căn cứ lực lượng của xanh lá cây mất rồi. Và chúng ta vẫn đang có những sự đụng độ rất khốc liệt ở trên biển ngay lúc này. Các đơn vị C1 Coyote từ thế lực quân đỏ đang liên tục bắn phá bằng to nhà công sự của chúng ta. Và Dragonfly của họ cũng đã kéo đến rồi. Rất căng thẳng anh em ơi. Xanh lá cây đã có được đơn vị xe nhiễm đầu tiên, cố gắng chống trả rất quyết liệt với các đơn vị Dragonfly. Lực lượng quân đỏ đã áp chế lực lượng của xanh lá cây từ những phút đầu của trận đấu bằng cái đơn vị lính 1 và Coyote. Và ngay sau đó ở phút thứ 4 thì họ cũng đã kéo ra thêm các đơn vị Dragonfly. Và ngay bây giờ lực lượng của xanh lá cây đang phải rất chật vật để có thể chống trả lại với các đơn vị lực lượng của quân đỏ ngay lúc này. Tuy nhiên thì để cho chúng ta có được một vài đơn vị xe diễm rồi thì mọi thứ sẽ là rất ồn áp và ok. Dragonfly còn cái đít ngay, đúng rồi. Chúng ta cũng sắp mất một nhà sản xuất xe chuyên dụng rồi anh em ơi. Chúng ta cũng đã có được các đơn vị tăng gia gua. Và cần phải cố gắng hết sức mình để có thể giữ vững lấy trận đấu ngay lúc này.
Và đồng minh hiện tại đang ở quá xa để có thể cứu lấy được chúng ta thì đó là một điều gì đó rất khó rồi. Quân đội đã bắt đầu rút lui. Có lẽ họ cần phải rút lui để có thể bảo toàn cho lực lượng, chứ nếu cứ cố gắng mà chiến đấu tới cùng thì họ sẽ thiệt hại nặng nề hơn. Bởi vì dù sao thì đây cũng là sân nhà của phiệt lượng quân xanh lá cây rồi. Lực lượng của team cũng đã có được những đơn vị tàu Alligator đầu tiên. Như vậy là quân đỏ đã đảo cánh sang phía căn cứ lực lượng của quân team rồi, cố gắng trên xác hết chúng ta. Với sự xuất hiện của các đơn vị tàu Alligator thì ngay lập tức các tàu dài công sự ven biển và phiệt lượng của quân vàng đã bị đi bán phế liệu hết cả rồi anh em ơi. Căn cứ của team và xanh lá cây đã hoàn toàn ổn áp rồi. Vẫn là những sự xuất hiện của những đơn vị tàu Alligator từ cả hai người chơi lực lượng quân đỏ và quân tím ngay lúc này. Quân vàng cũng đã kéo xuống các đơn vị tăng dài quân vàng sẽ diễn đỏ các cửa lực lượng quân tím rồi. Chúng ta sẽ cần phải cố gắng rất nhiều để có thể phòng thủ được căn cứ ngay lúc này anh em ơi. Tím đang vất vả chật vật để có thể đối kháng lại với các đơn vị tăng dài quân từ phía lực lượng của quân vàng ngay lúc này. Và vàng cũng đã có được một đơn vị Hero Level 2 Bowler. Vàng đang tiến công. Tăng Gia Gu đã chống càng rồi và chúng ta đang bị mất đi rất nhiều lực mẫu từ những tàu dài công sự của chúng ta ở phía bên ngoài căn cứ lực lượng quân tím ngay lúc này. Và tàu Alligator của phía lực lượng quân tím cũng đang quăng tiến công vào căn cứ lực lượng của quân vàng. Ăn miếng trả miếng với nhau rồi. Quân tím vẫn đang cố gắng để có thể phòng thủ căn cứ bằng mọi giá rồi anh em ơi. Quân vàng đã triển khai quá nhanh các đơn vị sẽ diễn cười các đơn vị tăng gia gùa và xanh lá cây cũng đã bắt đầu kéo qua rồi. Chúng ta cần phải kéo qua để có thể hỗ trợ cho đồng minh, phòng thủ cho đồng minh để có thể giữ vững lấy trận đấu ở thế 2 đấu 2. Chứ nếu đưa vào thế 1 đấu 1 ở rang 4 thì thật sự là đó rất khó khăn anh em. Đối thủ của ta cũng đã quay ra tấn công tổng lực vào các đơn vị tăng gia gùa từ phía lượng quân xanh lá cây. Tuy nhiên đơn vị Hero Level 2 của lực lượng quân vàng cũng đã tiến công vào phía bên trong và lực lượng quân tím cũng đã có Hero Level 2. Bowler đã đối kháng trực tiếp với Bowler rồi. Quân xanh lá cây cũng đã có được một đơn vị Hero Level 1 Quattro Ademe. Quân vàng đã buộc phải rút lui ngay sau khi họ thấy rằng không có ổn rồi. Cứ tiếp tục tiến công thì có nguy cơ là căn cứ sẽ bị đưa đi bán phế liệu hết cả thôi. Tuy nhiên thì Wasco phía lực lượng của Sala Cây cũng đã đi bán phế liệu nhưng không sao cả đấy mày. Dù sao thì chúng ta cũng đã gây sức ép rất tốt vào căn cứ lực lượng của quân vàng và đã buộc phải cho họ phải rút lui rồi. Moller của quân vàng đã cố gắng rút chạy trước những sự truy đuổi của các đơn vị xe cơ giới và Dragonfly của lực lượng quân tiến vào lúc này. Làm sao mà chạy đây bạn ơi. Tiếp tục là sự đụng độ giữa lực lượng quân xanh lá cây và lực lượng quân đỏ ngay lúc này. Và Moller và phía lượng của quân vàng có nguy cơ đi bán phế liệu khả năng cao rồi. Xong rồi anh em ơi, Moller đã đi bán phế liệu rồi và lực lượng quân vàng đã tổn thất đi quá nhiều. Và đây sẽ là một đợt phản công của phía lượng quân tím dành cho lực lượng quân vàng. Vàng đã kéo hết tất cả các đơn vị tăng gia gùa ra phía ngoài mình để có thể đối kháng trực tiếp với Alligator. Và bây giờ lực lượng của quân tím đã tiến công vào phía bên trong. Cứ cố gắng gây sức ép thôi và rút lui thôi anh em ơi. Một khi mà chúng ta đã biết rằng lực lượng của đối thủ đã có sự chuẩn bị và tổ chức chặt chẽ để có thể phòng thủ được căn cứ rồi, chúng ta tấn công nhưng chúng ta vẫn không đủ lực đạn, thì chúng ta nên cố gắng rút lui để có thể bảo toàn cho lực lượng nha. Không nên cứ cố gắng tấn công tổng lực để rồi cuối cùng người thất bại là chúng ta. Và xanh lá cây cũng đã có xe khó và đã chiếm được một thông tài nguyên. Phục thử chín rồi anh em ơi. Đây là một trong những trận đấu mà người bạn của Hiếu Nguyễn Gold Civic TV quay lại trận đấu bằng iPhone. Cho nên nếu như có gì đó sơ suất thì mong anh em hãy luôn bỏ qua nha. Vì như các anh em khác chơi hệ điều hành Android thì Hiếu Nguyễn sẽ trực tiếp vào trận đấu và tham gia và sẽ quay trực tiếp ở trong game. Nó sẽ rất là dễ để có thể bình luận được hơn. Còn đối với những trận đấu như thế này
thì nó sẽ khó hơn rất nhiều anh em ơi. Và cứ nếu như có sơ suất gì thì hãy luôn mong anh em hãy luôn bỏ qua nha. Anh em thấy trận đấu này như thế nào? Một trận đấu ở răng tướng có đủ đẳng cấp không anh em ơi? Thì hãy cứ bình luận xuống phía bên dưới cảm nghĩ của anh em về trận đấu này nha. Bạn nào còn chưa đăng ký kênh và kết bạn Zalo với Hiếu Nguyễn thì hãy nhớ đăng ký kênh và kết bạn với mình theo số 092 476 2081 nha. Chúng ta hãy cùng tham gia nhóm Zalo, cùng có những trận đấu 2 đấu 2 cùng với rất nhiều những người bạn tuyệt vời của Hiếu Nguyễn Goldsmith TV ở trên nhóm Zalo. Và bây giờ là một tổng tấn công của chúng ta nha. Cho các ơn lực lượng của quân vàng rồi. Xe khói đã được triển khai và ngay lập tức thì vàng đã không kịp trở tay. Với sự xuất hiện của quá nhiều cái đầu vời tăng gia ngu từ phía lượng quân xanh lá cây và ngay sau đó là lực lượng quân tím rồi. Quân vàng đã kéo qua cái đầu vời tăng gia ngu của họ vào vị trí trung tâm để có thể phòng ngừa được căn cứ ngay lúc này. Nhưng khói là một cái gì đó rất khó chịu với lực lượng của quân vàng ngay lúc này rồi anh em ơi. Và có nguy cơ lực lượng quân vàng sẽ mất đi trung tâm chiều ấy. Dragonfly từ phía lượng quân đỏ cũng đã xuất hiện rồi. Và trung tâm chiều ấy với lực lượng quân vàng cũng đã đi bán phế liệu rồi anh em ơi. Chắc chắn rằng lực lượng quân đỏ sẽ kéo qua đây rồi. Đã có sự xuất hiện của lớp đỏ như đơn vị tăng gia gùa. Và không biết rằng lực lượng quân đỏ có đủ sức để có thể đối kháng trực tiếp với chúng ta và có thể đánh bật được chúng ta ra phía bên ngoài không. Và đó cũng đã có khói rồi. Tuy nhiên thì bạn ấy cũng là một người đồng minh rất tuyệt vời từ phía lực lượng quân đỏ đấy mày. Chúng ta hỗ trợ nhau, cứu lấy nhau và để có thể giữ vững được trận đấu ở thế cân bằng 2 đấu 2 thì chúng ta sẽ không phải làm tất cả cho đồng minh. Quá tuyệt vời, một trận đấu rất hay cùng với những người đồng minh quá tuyệt vời ở tất cả các bên. Và ngay sau khi lực lượng quân xanh lá cây và quân tím đã không còn có sự yểm trợ các đầu vời xe khói, chúng ta có lẽ cần phải rút lui ra phía bên ngoài. Và ngay lúc này lực lượng quân xanh lá cây cũng đã chớp lấy thời cơ và tổng tiến công vào các cửa lực lượng quân đỏ đấy mày. Tổng số tấn công chúng ta đã có được hai mặt trận đang nóng rực lên cả rồi. Lực lượng quân tím vẫn đang cố gắng bám trụ ở các cửa lực lượng quân vàng và chúng ta cũng đang cố gắng giữ vững lấy trận địa và đồng thời tấn công tổng lực vào các cửa lực lượng quân đỏ phía trên góc 9 giờ đây mày. Có vẻ như đỏ đã trở nên mạnh mẽ hơn khi đã cố gắng hết sức mình để có thể hỗ trợ cho đồng minh. Xanh lá cây cũng đã buộc phải rút lui ra phía bên ngoài ngay sau khi chúng ta đã phát hiện ra lực lượng quân đỏ vẫn còn có rất đông cái đơn vị ở phía bên trong căn cứ của họ rồi. Một trận đấu rất nóng và rất căng thẳng, ăn miếng trả miếng với nhau. Trong những trận đấu mà cả bốn người chơi đều là những người chơi bên phía lực lượng quân khải chiến như thế này thì sự xuất hiện của khói sẽ là rất khó chịu anh em ơi. Khi mà chúng ta đã thường xuyên có sự đối kháng với lực lượng của liên đoàn, khi mà liên đoàn không có khói thì bây giờ chúng ta đang phải đối kháng với những người chơi có khói. Nó là một cái gì đó rất khó chịu với lực lượng của chúng ta. Và Leviathan từ phía lực lượng quân đỏ cũng đã xuất hiện rồi. Sẽ có một quả anti bằng tên lửa hạt nhân mini anh em ơi. Chúng ta đã buộc phải rút lui và ngay lúc này thì Leviathan của quân đỏ cũng đã anti nhưng không trúng mục tiêu rồi. Và lực lượng quân tím cũng đã có được Leviathan. Chúng ta sẽ cùng chờ xem Leviathan của đỏ và tím có đối kháng trực tiếp với nhau hay không. Xanh lá cây đang cố gắng rút lui rồi. Bật khói lên anh em ơi. Và đằng sau đó là một đám khói rất to từ phía lượng quân đỏ đang cố gắng truy đuổi theo chúng ta. Và Leviathan cũng đã đụng độ và chạm trán với nhau rồi. Tuy nhiên thì chúng ta đang có lợi thế hơn rất nhiều khi chúng ta đã mang theo các đơn vị xe diễn từ đơn vị lực lượng xanh lá cây. Leviathan đang đối kháng trực tiếp với nhau anh em ơi. Nhưng có vẻ như lực lượng quân đỏ đã ít máu hơn rất nhiều khi chúng ta đã có được một sự yểm trợ của các đơn vị xây dựng lúc này. Và quân tím cũng đã ân tìm bằng một quả bắn tên lửa hạt nhân mini rồi. Đỏ đã có sự tổn thất và họ cũng đã buộc phải rút lui bảo toàn lực lượng và bảo vệ cho Leviathan. Ngay lúc này lực lượng quân xanh lá cây là bắt đầu phản công rồi anh em ơi. Xanh lá cây vẫn đang tập trung được khá nhiều các đơn vị tàu Alligator ở vị trí góc 9 giờ. Và chúng ta đã tổng tiến công vào các cửa lực lượng quân đỏ rồi. Quân tiền cũng lại có các đơn vị tổng cộng ở vị trí phía trên này góc 1 giờ anh em ơi.
và cuộc đời đã mất đi Leviathan và chúng ta đã tổng tiến công ở bên trong phút thứ 15 rồi. Lực lượng quân đỏ đã có những sự tổn thất nhất định về những đơn vị hero level 3, tốn kém rất nhiều những thông tài nguyên, và trong những đợt anti thì bạn ấy đã anti không trúng mục tiêu, và Putin đã anti trúng được mục tiêu rất lớn rồi, và tổn thất đang là rất nặng nề với lực lượng quân đỏ ngay lúc này anh em ơi. Toàn rồi. Ở trên biển thì Alligator thuộc lực lượng Salakai cũng đang đối kháng trực tiếp với quân đỏ rồi. Rất khốc liệt anh em ơi. Chúng ta đã đến rất gần với chiến thắng rồi. Quân đỏ đã rất bất lực khi lực lượng của Salakai và cả quân team đã đồng loạt tấn công. Với sự xuất hiện của các đơn vị hero thì trận đấu đã trở nên rất căng thẳng và gay cấn hơn rất nhiều. Lực lượng của Salakai vẫn đang đối kháng trực tiếp với Alligator từ phía lực lượng quân đỏ ngay lúc này. Chúng ta vẫn đang cố gắng triển khai và tấn công tổng lực vào các tàu nhà công sự từ phía lực lượng quân đỏ để mà chúng ta sẽ cố gắng đưa trận đấu về thế 2-1 ngay lúc này thôi. Anh em thấy trận đấu này như thế nào, đánh ra làm sao thì hãy cứ bình luận nha. Một trận đấu của một người bạn rất tuyệt vời của Hiền Nguyễn Gold Saving TV ở trên nhóm Zalo. Và đây cũng là một trận đấu mà chúng ta sẽ có được những người chơi rất quen thuộc rồi. Như vậy là chúng ta đã loại bỏ được quân đỏ ra khỏi cuộc chơi anh em ơi. Và các đội bầy tổng cộng từ biệt lượng của quân team cũng đã ra những quả tên lửa tầm xa và các cứ lực lượng của quân vàng mất rồi. Có lẽ là vàng sát chủ không có nổi nữa rồi anh em ơi. Cứ như thế này thì trước sau sớm muộn gì thì trung tâm chỉ huy bên phía lượng quân vàng cũng sẽ đi bán phế liệu mất thôi. Phục thử 17 rồi. Một trận đấu cũng rất nóng nực, nhưng nó kết thúc quá nhanh và quá sớm rồi anh em ơi. Chúng ta đã có những sự giằng co liên tục và lực lượng quân xanh lá cây và quân tím đã chớp lấy thời cơ rất tốt. Và các bạn ấy cũng đã tổng tấn công rất đúng thời cơ. Và cuối cùng là cái kết là chúng ta đã giành lấy ưu thế hoàn toàn. Và chiến thắng sắp đến với chúng ta cả rồi. Dùng lực đàn và tiến công vào căn cứ lực lượng của quân vàng ngay lúc này thôi. Và chiến thắng là của chúng ta rồi anh em ơi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những trận đấu lần sau. Xin cảm ơn tất cả mọi người nha.